Chiều qua, Ban Kinh tế Ngân sách Hội đồng nhân dân tỉnh đã tổ chức hội nghị thẩm tra các nội dung trình kỳ họp chuyên đề lần thứ 9, Hội đồng nhân dân tỉnh khóa 15, nhiệm kỳ 2021-2026. Dự hội nghị có đồng chí Nguyễn Thái Hưng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh, đồng chí Nguyễn Thành Công, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, đại diện Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, các ban Hội đồng nhân dân tỉnh, lãnh đạo một số sở ngành. Các đại biểu đã cho ý kiến vào tờ trình của Ủy ban nhân dân tỉnh và dự thảo nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc đề nghị Hội đồng nhân dân tỉnh thông qua nghị quyết điều chỉnh bổ sung bảng giá đất trên địa bàn tỉnh Sơn La giai đoạn 2020-2024 ban hành kèm theo nghị quyết số 173 ngày 20 tháng 12 năm 2019 của Hội đồng nhân dân tỉnh. Việc bổ sung giá đất trên địa bàn tỉnh là một trong những nhiệm vụ cấp bách cần tổ chức triển khai đảm bảo kịp thời có giá đất thu tiền sử dụng đất khi cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, tính thu tiền sử dụng đất khi giao đất cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất, giao đất tái định cư, giá đất bổ sung phù hợp với điều kiện phát triển kinh tế của địa phương, tiếp tục tổ chức quản lý tốt giá đất trên địa bàn tỉnh, thúc đẩy các chương trình dự án đầu tư phát triển kinh tế xã hội từ nguồn lực đất đai. Ban kinh tế ngân sách hội đồng nhân dân tỉnh đề nghị cơ quan soạn thảo tiếp thu ý kiến đóng góp của các đại biểu bổ sung chỉnh sửa hoàn thiện các nội dung để trình kỳ họp chuyên đề lần thứ 9 Hội đồng nhân dân tỉnh khóa 15 nhiệm kỳ 2021-2026.